xe khai, xe khai. Đây mình sẽ cấy cái imlen này này, vị trí này là 2 này. Đấy, và bên này vị trí răng số 5 là 3. Đấy, còn hôm tới mình sẽ tiến hành cấy bên này và 2 bên này và cung 4 à cung 3 này. Đấy. Anh này mất răng khá là nhiều luôn mà mất răng kiểu cài thắng ngược. Ok. Dùng betadine được. Nó mất hết tổ chức dây chẳng nhà chủ. Đang chết. Ok. Ok. Okay. Okay. Bà thấy luôn đi. Good. Ok. Đã bánh chưa? Thì còn gì nữa? Nó quay luôn vào trong này. Hết tầm. Đây, đây mình vừa mới thực hiện xong cái kỹ thuật cúi cúi chọn cái kim len này và mình sẽ đang số 3 mình đã khâu vừa phủ kín như này. Bây giờ mình tiếp tục sang cái vị trí của cái răng số 5 đây. Đây, vị trí răng này. Ok. Ok, ok. Dắt. Ok. Ok. Bạn cho để nhìn đấy. Hút đi. Hai vòng nữa. Ok. Nào. Rồi, ok. Khăn chưa nhỉ? Cái này luôn. Ok.